Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Trần Duy Nhất đến từ quốc gia Việt Nam. Các hiện tại của mình đã được 7 lần vô địch thế giới của Muay Thái. Mục tiêu sắp tới của mình sẽ chinh phục thật nhiều giải vô địch thế giới đối với bộ môn Muay Thái chuyên nghiệp. Hôm nay là sinh nhật 26 năm của Thiên. Rất vinh dự được hợp tác với tập đoàn Thiên và tham gia vào sự kiện lịch sử lần này. Tôi muốn gửi lời chúc phúc chân thành và nhiệt liệt đến tập đoàn. Chúc cho sự nghiệp Thiên phát triển ngày càng thành công hơn. Chúc cho lễ hội mừng sinh nhật Thiên lần thứ 56 thành công rực rỡ. Cảm ơn tất cả các bạn.